Chúng ta cùng đến với bài toán số 6 nào. Nào xin mời một bạn đọc thầy bài toán số 6. Nào xin mời Phan Nguyệt Hà. Rồi Lê Thị Ngọc Anh chờ một chút. Rồi. À, bạn Phan Nguyệt Hà. Phan Nguyệt Hà phải có cái bàn ngồi học hay con. Để học như thế nó không hiệu quả đâu. Nào thầy mời bạn Lê Thị Ngọc Anh nào. Đúng thôi, ngoài có đáng nhiều số lẻ trắng cao số dưới đấy. Rồi, hỏi có bao nhiêu số lẻ trong các số dưới đây? Rất là tốt. Bây giờ các em hãy tìm cho thầy. 17 giây, tìm xem có bao nhiêu số. Bắt đầu. Nhanh nha. Nào, xin mời Đức Mình đọc Toàn. cái đi. Có số lẻ đóng cả số 6, không có số 5 số lẻ. 6 số lẻ. 6 số lẻ. Đó là những số nào mà 6 số Rồi. lẻ? Đúng không? Lý Wow. số. Bây giờ các em nhìn thấy đã. Mười. Cả 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 lớp mình nghe đây. Cả lớp mình nghe đây. Thế rồi, bài những bài toán này mà bây giờ lớp 2 không chưa nó sẽ làm được là không sao, bây giờ gặp thầy sẽ làm được này, nhìn này. Nhìn nhá. Chiu 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 nhìn này. Thầy hiểu cái này. Số lẻ là số có chữ số cuối cùng. Nhá. Là 1, 3, 5, 7, 9. Hiểu chưa? Lớp mình hiểu này chưa? Vậy thì từ đây chúng ta đối chiếu này. Những số nào mà có chữ số cuối cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Nhá. Thì số đó sẽ là số lẻ. Lớp mình hiểu chưa? Vậy bây giờ chúng ta có số 21 này. Thấy không? 32 có phải không? No, 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 no. 32 là số chẵn. 444 này. Số chẵn. Nào. 101. 101. Thấy không? Số nào nữa? 99. Tuyệt vời chưa? Rồi là Với sao 241. Thấy chưa? 76 là số chẵn hay số lẻ các em? Đã nặng. 76 là số chẵn. Như vậy, ở trong bài này chúng ta chỉ có là 4 số lẻ thôi các em ạ. Chỉ có 4 số lẻ thôi, vậy chúng ta khoanh vào đáp án là C. Yeah. Làm như này đi, làm như này, làm như này. Yeah. Ok, hiểu chưa? Đấy, hiểu cái tư duy làm toán chưa? Rồi, quá là tuyệt vời. Chúc mừng các em. Rồi, các em nhanh tay làm vào cho thầy. Khoanh nhá, viết viết cái bài này vào xong rồi khoanh cái số lẻ vào. Đấy, chỉ khoanh số lẻ thôi. Học toán với thầy rất là vui luôn thầy ơi. Học toán với thầy rất là vui rồi hả? Rồi, cảm ơn con. Bạn nào muốn nói thêm điều gì nào? Nào, Kim Đức Toàn, nào, tên đẹp quá. Nào, xin mời Kim Đức Toàn. Học toán với thầy rất sướng ạ. Toán rất sướng à? Ok. Rồi, chúc mừng em.